Hello cả nhà nhé, một tuần giao dịch uh, tương đối thành công ha. Khi mà thị trường của chúng ta có những cái phiên phục hồi rất là tốt, thì góc nhìn của em thị trường nó vẫn chưa có chỉnh đâu, anh chị. Thị trường chúng ta vẫn đang có những cái sự uh, tăng điểm khá là tốt. Khi mà dựa trên Ichimoku, anh chị thấy vùng Mây bắt đầu nó dày lên thì uh, nó có một cái nhịp gọi là thông thường mà nó về cái vùng Mây dày như thế này á, là có một cái sức cầu vào rất là tốt thì bằng chứng rõ ràng là anh chị thấy cái nhịp vừa qua á, hôm ngày thứ năm và ngày thứ sáu á, là những cái ngày thậm chí là ngày hôm thứ năm nha Dow Jones trước đó giảm rất là mạnh nhiều anh chị nhà tư còn bảo là ôi khả năng là thị trường nó sập luôn cái ngày hôm đó nhưng mà đâu có đây nhiệm vụ chỉ cần vượt một hai năm bảy rồi đúng không và ngày thứ sáu thành công rồi đây ngày hôm đấy này cập nhật khá là kỹ cho anh chị nhà tư này. ngày thứ năm này khá là sớm mà tại vì sorry mọi người là uh, team đang uh, có tham gia một cái giải ha ở ngoài Đà Lạt và Nha Trang nên tụi em không cập nhật sát được nhưng mà cố gắng vẫn view thị trường cho anh chị một cách nó chính xác nhất ha. Index đóng cửa hôm qua ngay giao găm. Đây cũng là vùng khách sạn trong H1 tuy nhiên DG tối qua giảm tương đối mạnh, có lực hồi nhưng vẫn dưới hỗ trợ ha, đó là nói về DG. Khả năng rất cao mở cửa sáng nay sẽ xuất hiện áp lực bán đầu phiên. Mở cửa nó giảm 10 điểm. Anh chị thậm chí phải sinh mở cửa nó, 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 đạp ngay 10 điểm. Cái nhà chú ý hôm nay VN không VNNX không phá đáy, hỗ trợ tuần sẽ có khả năng tạo hai đáy nha anh chị thứ ba tuần sau khách sạn mở ra 1270 lực hồi sẽ mạnh mẽ hơn ha rồi trường hợp mà phá đáy thì chú ý RSI để nếu như nó tạo chúng ta một cái điểm gọi là nó quét stop loss ha nó quét phá đáy xong rồi rút chân lên thì khi đó nó sẽ tạo được chúng ta cái phần kỳ đi ha thì nói chung là hai trường hợp đều có khả năng nó sẽ kéo được và khi nếu như mà nó phá đáy mà nó phá quá mạnh nha ví dụ nó phá luôn cả cái vùng mà một hai 30 luôn thì khi đó nó mới xấu còn nếu mà nó chỉ loan quanh 38 cho tới 40 như này thì khả năng sẽ kéo lên cho chúng ta để tạo một cái sự phân kỳ ở đây đi nha bắt Techcombank cả bằng bắt xe này bắt này, TechCombank này đã đã gom trước rồi nha chị tất đã gom trước ở cái vùng mà 45 rồi bắt thêm 44 rồi nha tất chỉ thấy nhịp đây tất đã có vùng giá mua 1 42 5.2 45.5 vùng giá 2 là vùng giá này hoặc là phá được này lên ha thì tất là gần như full hàng rồi đấy bởi vì nó khớp được cho chúng ta 45 2 4, 5, 5 và sau đó nó phá vỡ luôn. Rồi, trong chiều ngày hôm đó thì biến động như thế nào? Trong chiều ngày hôm đó chỉ cần mục tiêu chiều nay là đánh phá được 1257 thôi, bởi vì thị trường phục hồi rất là tốt nên chị đây, kéo lên test xuống. Mặc dù đây, đây là cái phiên buổi chiều ha, chỉ cần phá 1257 thôi là thị trường sẽ phục hồi rất là mạnh. Phá 57 chúc cả nhà anh chưa mà miệng em vẫn đang cầm lo, được chưa ạ? 1257 test lên rất là mạnh ha chị. Rồi, qua ngày hôm sau. Tại vì hôm đó là đóng cửa ngày 1257 ha. Rồi dừng chân ở 1258 là tương đối ổn phá được 257 rồi. Đấy, như hồi nãy em mới chia sẻ cho anh chị đúng không? À, nhịp này thì khả năng sẽ kéo đầu phiên sau đó sẽ có nhịp chốt nhẹ. Anh chị gom đỏ, đảo hàng, duy trì tỷ trọng an toàn ha. À, thứ ba khách sạn mở ra sẽ ôm hàng thoải mái hơn. Đảo hàng trăm là rất ok ha. Chỉ cần phá vỡ 1260 xong sau đó tiến về 68 và phá vỡ 70 thôi nó sẽ tiến về. À, phải đánh phá được 70 luôn nha. Nếu có dòng banh quay trở lại thì sẽ đánh phá được 70, chính xác 100% dòng banh quay trở lại vào cái ngày hôm thứ sáu cho chúng ta ha. Đặc biệt là cổ phiếu uh, CTG có những thời điểm chạm chân, sau đó là cổ phiếu Techcombank, cổ phiếu MBB, cổ phiếu ACB, VIP, một loạt các cổ phiếu banh mà chúng ta đang nắm giữ quay trở lại hết. Nha chị, nó làm cho chúng ta danh mục dương lại gần như là rất là tốt ha. Các cổ phiếu ngân hàng chúng ta đều quay trở lại rất là mạnh mẽ ha anh chị. Rồi chúng ta chỉ có những cổ phiếu liên quan tới đầu tư công và một cổ phiếu bất động sản thôi. Thì như thường lệ, nhóm ngân hàng nó sẽ đảm nhiệm cái vị trí, cái vai trò là nó sẽ kéo chỉ số để cho thị trường của chúng ta nó tạm ổn ha. Rồi sau đó thì cái việc mà tiếp theo của chúng ta sẽ là những cái cổ phiếu nhóm khác nó sẽ phục hồi. Nên các cổ phiếu của anh chị đang nắm giữ trước sau gì trong tuần sau nó cũng sẽ có cái nhịp nó bật tăng phục hồi thôi. Nên cái vấn đề của chúng ta là nếu chỉ có lỗ thì cũng khoảng bán đu đỏ bán ha. Canh những cái nhịp kéo xanh anh chị đảo hàng cho em ha. À, mạnh mẽ hơn nữa thì chúng ta cần một cái gì? Chúng ta sẽ đi qua những cái nhóm ngành chung xong rồi sau đó chúng ta sẽ đi qua V&S nhé. À, các cái cổ phiếu mà trong nhóm á, thì em vẫn sẽ hỗ trợ cho anh chị xác, không vấn đề gì đâu. Khi nào em báo cho chúng ta bán thì chúng ta bán. Còn anh chị nhà tư mà đang theo dõi, anh em trên câu lạc bộ mà chưa có ai hỗ trợ, cần những cái điểm mua bán của cổ phiếu của anh chị mà không nằm trong danh mục này nhé. Thì anh chị nhắn tin cho em ha. Thì khi đó em sẽ hỗ trợ cho anh chị cái điểm đảo hàng hoặc là tư vấn cho chúng ta cái điểm mà chúng ta gia tăng sau hoặc là chúng ta chốt lại sau ha rồi cái việc của chúng ta nó phá vỡ phá gãy cái trend line đúng không chị thấy được là à, hôm nay nó phá gãy cái trend line của cái hôm tuần uh, trước ấy, cuối tuần trước phá đang tăng này sao góp đang tăng này phá vỡ cái trend line thì thông thường là như thế này thông thường là như thế này khi mà nó phá vỡ trend line ấy, mà có sự hỗ trợ tốt ở cái vùng bên dưới ấy, nó sẽ quay về nó test lại trend line nhà nó test đúng cái trend line gì thấy không đúng một hai bảy sáu hai bảy luôn đúng cái trend line luôn thì bây giờ cái việc của chúng ta là nếu để tiếp tục được tăng tốt và tăng mạnh ấy, thì phiên của ngày mai buộc phải đóng cao hơn cái mốc cao nhất của phiên ngày thứ sáu đúng chưa thì có phải là nó phải quay về lại được cái lại không để nó tiếp tục duy trì cái đà tăng ha thì khi đó nó mới có, có cơ hội nó vượt đỉnh nó phá vào ngàn ba à đúng chưa anh chị không trong trong không cần phải là phiên ngày mai phiên ngày mai phiên ngày mốt phiên ngày tới làm sao để nó chui lên được trong cái phần trendline side up thì là nó sẽ quay về nó kéo nó test một nó, nó sẽ phá vỡ được cái vùng à, đỉnh cao nhất của chúng ta là 1290 mấy ấy, 293 94 gì đấy để nó tiến tìm, tìm cận vùng 1300 và thậm chí phá 13, ha. Còn trong trường hợp nếu như mà chúng ta thấy được qua ngày tuần sau á mà thị trường nó cứ đi ngang nha. Nó cứ đi ngang 4 cho tới 5 phiên thì bắt đầu từ cái tuần cuối tháng 4 chính xác luôn là cái timing chúng ta sẽ đưa ra thì khả năng rất là cao thị trường nó sẽ bắt đầu nó rơi vào cái nhịp điều chỉnh nha chị thì lúc đó mới là nhịp điều chỉnh nhịp điều chỉnh là nhịp như thế nào nhịp điều chỉnh đối với em là một cái nhịp cần thiết để cho những cái cổ phiếu mà nó đã tăng nóng giai đoạn vừa qua nó test về những cái vùng an toàn để cho chị mua chứ không phải là chúng ta phải bán tống bán tháo ra tất cả các cổ phiếu của chúng ta nhé thị trường của chúng ta hiện tại có thể nó sẽ test cho chúng ta về loanh quanh 1 nghìn hai nhé có thể loanh quanh 1 nghìn hai hoặc thậm chí là sâu hơn một chút nhưng mà đôi khi các cổ phiếu mạnh của chúng ta đang nắm giữ nó sẽ không quay về cái vùng thấp hơn chúng ta đang kỳ vọng đâu có thể là em nghĩ là trong nhịp sắp tới nếu mà thị trường nó có điều chỉnh thôi nhé thì các cổ phiếu ở cái vùng giá trước khi điều chỉnh nó sẽ test về tầm khoảng 20 phần không có nghĩa là cái vùng giá hiện tại nha chị có thể là cái vùng giá bắt đầu điều chỉnh nó sẽ giảm 20 phần trăm nhưng mà hiện tại có thể các cổ phiếu chị đang nắm giữ có thể nó sẽ tăng lên tầm khoảng 10 15 phần trăm nữa thì khi đó cái vùng mà nó test lại cũng không đáng kể loại nhiều cả ha bây giờ như thế này à, trong giai đoạn tuần tới thị trường chúng ta vẫn tương đối an toàn 1 2 3 4 5 phiên vẫn tương đối an toàn. Có nghĩa là trong cái tuần giao dịch tuần sau, thị trường chúng ta sẽ tương đối an toàn, nó sẽ không có những cái biến động quá mạnh đâu. Nhưng mà bắt đầu từ cái tuần cuối cùng của tháng 4, ha, trong cái video trước em nói rất là kỹ, giai đoạn cuối tuần tháng 4, thì có thể là giai đoạn từ ngày 22 cho tới ngày 26 là cái giai đoạn mà chúng ta phải đề phòng một chút bởi vì nó sẽ có một cái vùng eo mê nó khá mỏng như thế này và vùng hỗ trợ của chúng ta sẽ là 1220 nha chị 1220 nếu mà nó về đây á thì chỉ có một nhịp cho anh chị T cộng thôi chứ không khả năng đỡ được cho anh chị một cái nhịp mạnh đâu. Nha, nếu như mình chuỗi đây bởi vì khi mà uh, VN á trong khung daily đó, mà nến và hai kiếm nó nằm ở dưới cái vùng mây thì nó sẽ xác nhận cho chúng ta nó đi vào cái trạng thái giảm trong xu hướng giảm thì khi đó anh chị không cần có giao dịch. Còn hiện tại anh chị cứ thấy nến và kiếm nằm trên mây cứ thoải mái đi. Không vấn đề gì phải lo hết nha. Một cái điểm đơn giản như vậy chúng ta khi mà anh chị học về ý chí thôi. Còn khi nào rủi ro tụi em sẽ cảnh báo. À, trong tuần sắp tới nó sẽ kéo hồi về tất cả những cổ phiếu mà chị đang đang nắm mà vẫn chưa hồi ví dụ đầu tư công nè ví dụ như thép nè ví dụ như bất động sản nè thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái nhóm ngành đó ha đầu tiên là nhóm ngân hàng rồi này, này à, nhóm vốn hóa lớn trước đi ha như thường lệ đi nhóm vốn hóa lớn rất là an toàn đúng không chị thấy rất là rõ ràng vùng mới rất là dày hai kiếm nằm trên và vượt lên như vậy thì khả năng rất là khó để đánh xuyên xuống cái vùng mới này nên nhóm vốn hóa lớn nó sẽ giữ được thị trường được chưa nó sẽ trụ vững được thị trường trong khoảng 4 đến năm phiên được chưa rồi chúng ta đó là cái nhóm mà nó có cái tác dụng nó kéo chỉ số ha, chúng ta có nhóm mid cap nhóm mid cap thì nằm trên hai kiếm vẫn tiếp tục xuống tăng trong trạng thái tăng thì chúng ta đang nắm mid cap chúng ta cứ nắm thôi kéo lên chỉ muốn chốt lại thì cứ chốt lại cứ tỉa 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 chốt ra ha không cần thiết là chúng ta phải bán tống bán tháo khi mà phiên ngày thứ hai xong rồi tới nhóm small cap nhóm này rất là quan trọng nhóm này khả năng sẽ hồi rất là mạnh này bởi vì nhịp trước nhịp thị chỉnh trước á, các cổ phiếu của nhóm small cap nó giảm rất là mạnh thì bây giờ khi mà thị trường nó ổn định rồi thì nhóm small cap sẽ có một dịp hồi lên tương đối tốt nằm trên mây sau đó phá mây đi lên tiếp, đó là small cap nhé. Rồi chúng ta có nhóm ngân hàng ha, đi nhanh nha chị. Nhóm ngân hàng thì anh chị thấy này, nó cũng giống như uh, last cap thôi, nhưng mà có một cái là nhóm ngân hàng á. Anh chị thấy cái vùng mây này nó sẽ bắt đầu nó mỏng đi trong cuối tuần này, được chưa? Nên nhóm ngân hàng á, nó chỉ có tác dụng nó đỡ cho chúng ta tầm khoảng một cho tới hai phiên thôi ha. Chúng ta chú ý nha, nhóm ngân hàng đỡ được một cho tới hai phiên. Nếu như uh, anh chị thấy được cuối tuần mà nhóm ngân hàng nó bị test ngược về đây, 606 xuyên xuống đây thì rất là có khả năng cao là những ngân hàng nó sẽ gây áp lực thị trường nhưng mà hiện tại thì nhóm ngân hàng vẫn đang ok trong ngày thứ hai và ngày thứ ba ha nhóm ngân hàng này, chúng ta thấy nè cái vùng eo mây mỏng xuất hiện ra và vùng cản ở trên đầu nên khả năng cao là nhóm ngân hàng nó chưa có đi xa được nha nhóm ngân hàng chưa đi xa được à, trước mắt thì nhóm ngân hàng nó vẫn sẽ có một cái nhịp kéo tiếp trong ngày thứ hai tại vì sao tại vì các các cái nhóm cổ phiếu mà ngân hàng nó đã phá vỡ được những cái vùng cản khung khách sạn rồi anh chị nhớ không? khi mà giảm xuống hồi về khách sạn nó phá vỡ khách sạn rồi thì nó sẽ tiếp tục duy trì trạng thái tăng em ví dụ nhé tại sao cổ phiếu CTG nó tăng rất là mạnh bởi vì CTG trong phiên ngày hôm thứ sáu nó phá vỡ khách sạn này được chưa nó phá vỡ 36 34.6 để nó phóng lên trên thì anh chị coi này còn CTG thì chúng ta đây ba à, CTG 34.7 thậm chí là mua giá 34.7 luôn cả. giá mua rất là cao nha thì nó test cho chúng ta về tới 23 nha giảm cho đâu đó khoảng 3 nhưng mà cuối cùng nó phá vỡ được cái cái khách sạn xong nó tăng lên thì cái trạng thái này nó vẫn sẽ tăng lên tiếp nha chu lên mây thế này thì sẽ tăng lên tiếp trong dịp mây thứ hai nhưng mà khả năng là khó để đánh vượt vượt đỉnh được bởi vì áp lực bán ở ngay đỉnh cũng đang khá là cao nha khi mà nó xuyên cái mây này thì bắt đầu bắt đầu cái lực tăng của nó sẽ nó sẽ yếu lại nha bạn vượt qua xong bắt đầu tăng yếu lại thì sẽ test lại một hai phi đâu đó nó quanh trên đây thôi đó, là CTG ha chúng ta đi qua BID À, chị thấy BID đóng ngay khách sạn không và thậm chí nó phá vỡ được khách sạn một chút rồi thì BID nó cũng sẽ có một khi mà nó phá vỡ khách sạn đó, nó sẽ có một cái nhịp mà nó xác nhận thì có thể là phiên ngày thứ hai nên nếu như mà tiếp tục ngày thứ hai này nhóm ngân hàng tiếp tục duy trì cái trạng thái tăng tốt thì các cổ phiếu ngân hàng nó sẽ tiếp tục tăng tốt trong ngày thứ ba trong ngày thứ ba nữa nha chị thì nó sẽ kéo tiếp thị trường lên nhưng mà khả năng là ngân hàng nó chạy một nhịp xong nó sẽ test ha, nó sẽ test tương đối lại rồi sau đó nó phải nó mới cho cái nhóm khác nó chạy lên ha. thì chúng ta có thêm cái mã thứ ba nữa là Vietcombank không? Vietcombank Vietcombank của chúng mình là Vietcombank thì ngày mai nó phải lên công à, Vietcombank làm gì làm làm gì làm thứ hai nó phải tăng thì nếu mà Vietcombank nó tăng BIDV hoặc là các cổ phiếu mà nó tăng mạnh hoặc là CTG nó test đỏ vào cái hôm thứ hôm ngày mai đó, tăng mạnh hôm thứ sáu đúng không test đỏ ngày mai thì Vietcombank sẽ đỡ được nha Vietcombank giao kiếm hôm nay hợp bích lại khá là tốt ở đây này thì Vietcombank cần tăng lên trong phiên ngày ngày mai đừng để vùng mê nó dài quá dài quá nó khó quá rồi đó là những ngân hàng chúng ta qua nhóm chứng khoán nha nhóm chứng khoán thì tốt nếu chúng ta đối với em nhìn vô đây giống như là mình nhìn thấy uh, test về này giao gầm này đánh thẳng xuyên gầm, test hỗ trợ bật xuyên lên giao gầm và khả năng nó phá vỡ được gãn luôn nó phá vỡ gãn này, này thì nhóm chứng khoán sẽ tiếp tục tăng lên tiếp và hai kiếm sẽ hướng lên nha nhưng mà tăng không xa thôi chẳng qua là nhóm khoán tăng không xa cứ tăng lên sẽ bị bán tăng lên sẽ bị bán ha rồi nó hấp thụ đều hết rồi sau đó nó mới lên được mạnh nữa nha chị bởi vì trong tháng thì tháng của nó vùng mây đang khá là dài nha ấy nên nhóm chứng khoán gọi là để giảm mạnh thì cũng khó giảm mạnh khá là khó À, ví dụ như nhịp sắp tới mà thị trường mà uh, tới cuối cái tuần uh, tuần thứ tư của tháng của tuần thứ tư của tháng tư á, mà thị trường nó vẫn chưa bước lên nhóm chứng vẫn chưa bước lên đây được á, thì khả năng nhóm chứng nó test về sát mày này thôi không đi sạc đâu không giảm sâu đâu chúng ta qua một số cổ phiếu với điển hình nha như SSI đây SSI chỉ cần giờ ngày mai nó phá vỡ được 38 xuyên kiếm đi lên được ha và sau đó nó test ngược lại ta test, test ngược lại cái vùng cỡ này thì kể đó nếu mà tăng mạnh lên thì cũng quay về đỉnh nha chỉ cần phá 38 rồi này tăng tiếp nên nếu này phá 38 thì nhồi được ha giá mua chúng ta lên quanh 38 á rồi chúng ta có HCM HCM thì khỏe hơn HCM thì vượt cản vượt kiếm rồi rồi tới uh, uh VND, VAD thì hơi yếu nha VND thì chẳng qua chúng ta anh chị nghe nhiều tư nhiều tiền đó có thể gom lên quanh vùng 21 21.5 này xong mà chờ nó có một cái nhịp kéo chung của thị trường ở trên chị ra hàng hoặc là anh chị chờ đợi thị trường chính đó, thì chúng ta gom mạnh của phía vrd này ha à, vrd em nghĩ là trong trung hạn nó khá là khó khăn bởi vì một cái uh, thiệt hại như, như anh em theo dõi nhiều rồi một cái thiệt hại về mặt tài chính của nó trong giai đoạn vừa qua để khắc phục cái sự cố cũng nhiều rồi vci cũng tăng rất là tốt ha về về lại được khách sạn luôn mai phá vào khách sạn lên tiếp rồi chúng ta có cái nhóm ngành tiếp theo là nhóm bất động sản và nhóm thép ha nhóm bất động sản này chị thấy nhóm bất động sản ha nó quay về nó test lại ngay hỗ trợ bật lên test hỗ trợ bật lên thì nhóm cái bất động sản á, nếu như mà ngày mai á, chúng ta thấy được nhóm bất động sản ngày mai nó vượt qua được hai kiếm này thì nhóm bất động sản nó sẽ tiếp tục nó tăng tốt nữa giống như nhóm chứng khoán vậy đó hai nhóm này nó đang hưởng lợi rất là tốt về thị trường cũng như là về thông tin của mặt vĩ mô à, chị thấy được những nhóm bất động sản trong giai đoạn vừa qua cái việc mà trì trệ hoặc là ép bán các cái bất động sản mà không có thanh khoản là không còn nữa đúng không nếu như anh chị làm giao dịch bên bất động sản hoặc là các anh chị có những mối quan hệ liên quan tới bất động sản á, thì các cái các cái dự án hoặc là các cái thanh khoản bất động sản bắt đầu nó cải thiện rồi ha, nó ấm dần lên rồi bắt đầu chỉ cần có một cái sự gọi là giảm giá nhẹ thôi là bắt đầu ra được hàng thì bất động sản bắt đầu ra nóng dần lên lại, lại được rồi nha chị thì một cái đợt làn sóng mà tăng mạnh bất động sản thì nó sẽ bắt nguồn từ một cái làn sóng chốt lãi mạnh của chứng khoán ha. thì bây giờ chứng khoán chưa có một cái nhịp chốt lãi mạnh nào đó thì bất động sản nó vẫn chưa nóng lên rất là nhiều nhưng bắt đầu nó đang tạo chúng ta một cái, cái, vùng gọi là vùng tạo đáy của thanh khoản tốt đó, ha thì bằng chứng rất là rõ ràng anh chị nhìn nhóm bất động sản này đối với vùng khung tuần á nó tích lũy khá là chặt rồi đúng không? Chỉ cần nó bước qua được đây là lên trên vùng như này, không tháng không vậy, tích lũy chặt, bước lên như này. Rồi chúng ta qua cổ phiếu mà cổ phiếu mà chúng ta đang nắm ví dụ như CEO đi, cũng đang tích lũy rất là chặt rồi, chỉ cần phóng qua được thôi là lên thôi. ha à, và cổ phiếu CEO anh chị nắm đừng lo, khả năng xã hội về chúng ta được vùng 23.2, 23.3 nhé. Rồi bây giờ đang có thể gom hàng thôi, cố gắng gom hàng thôi. CEO chắc là nghĩ là đánh về tầm nếu như nếu như mà nó chạy kịp đó thì không vấn đề gì ha còn nếu như mà tới cái tuần cuối cùng tháng tư mà nó vẫn chưa chạy lên quanh vùng 22, 23 này á, thì nó test về tối đa cho chị 20 tới 10 5 thôi nha. Giảm tầm khoảng 15 tới 20%. Nhưng chị đừng lo, những dịp này gọi là khoảng loạn bán mạnh bán tháo thì từ từ khi đó chúng ta sẽ có những tín hiệu sau ha. Rồi, tiếp tục à, uh, qua nhóm thép nhóm thép là cái nhóm mà chúng ta thấy có sự phân hóa hồi cũng tương đối này ví dụ nam kim về hồi rất là tốt hoa sen với lại thép hoa sen với lại thép hòa phát thì nó hồi tương đối yếu nhưng mà nó cũng sẽ vượt thôi bởi vì ở cái vùng như thế này khả năng rất là cao là ngày thứ hai nhóm thép sẽ tiếp tục câu chuyện nha chúng ta có 5 kim này chúng ta có năm kim tăng tốt là test về hỗ trợ sẽ tiếp tục tăng này chúng ta có HPG ha. HPG thì cần cái gì cần nó phá vỡ kizun đúng không nó sẽ lên được phá vỡ kizun là 30.2 chúng ta có hoa sen hoa sen cần phá vỡ 23.4 thì bây giờ hoa sen nó đang test vùng 22.923 trước ha hôm trước là cũng về được 23.3 23.4 rồi này hôm uh hôm thứ năm đó, nên cái vùng mà báo cho anh chị đảo hàng á là gần như tuyệt đối chính xác nó sang đâu rồi đây đây thấy chưa bắt cái này về đây đảo hàng ra cái giá mà này á là cái giá mà chưa báo chưa cập nhật giá anh chị gom hàng đảo hàng đó nhé gom hàng đảo hàng là giá vốn của chúng ta nó giảm rồi nên em đang để cái giá này để cho các chị nhờ tư gọi là gọi là full 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 hàng rồi đó không còn tiền mua nữa mà sau này còn có lãi thì các chắc chắn là anh chị mà đảo được hàng phải lãi nhiều hơn rồi trong cái giai đoạn tuần vừa qua thì chị thấy được có một cái vấn đề nó liên quan tới cái việc xung đột giữa Israel với lại Iran đúng không? Iran, Iran nó, nó cho tấn công bằng mấy cái drone là mấy cái máy bay không người lái đấy, mấy cái máy bay mà được khiển từ xa. À, thì bao giờ Israel nó đáp trả gọi là luôn, có nghĩa là cái căng thẳng đang leo thang ha anh chị. Nhưng mà Iran bảo là bắt đầu ngưng là không tấn công nữa, bắt đầu thế giới đang có những cái tín hiệu là đang chỉ trích cái vấn đề là làm gia tăng căng thẳng ở bên vùng này. Rồi, Israel nói là bắn hạ 300 cái cái máy bay không người lái này. Được chưa? Nói chung là cái giai đoạn vừa qua, tuần vừa qua, biến động căng thẳng ở cái vùng Trung Đông này nó cũng diễn ra khốc liệt nên làm cho giá dầu của chúng ta rất là tốt. Thì chúng ta qua câu chuyện tiếp theo, câu chuyện số 4 đó là giá dầu khí. Ha. Dầu khí được luôn. hồi phục tuyệt vời luôn. Dầu khí thậm chí không về tới dầu gầm, hồi phục tuyệt vời luôn bằng chứng là BVS và BVC. BVS tiếp tục lên 43, BVC của chúng ta tiếp tục là con số 16.4 rất tuyệt vời khi mà chúng ta thấy được uh, một cái uh, không phải là dùng chiến tranh để chúng ta mang lại lợi ích của chúng ta nhưng mà chúng ta được khi mà dự đoán được chiến tranh đang căng thẳng thì giá dầu của chúng ta bắt đầu tăng cao ha BBC lời khá là tốt rồi BVS 43 à, cũng đang tăng tốt mặc dù mua 426 nha rồi nhé rồi giá dầu xong rồi chúng ta qua tới giá của nhóm banh trứng thép dầu quan trọng nhất thôi chúng ta qua nhóm cảng biển đi cảng biển và đầu tư công ha cảng biển thì ok vẫn nắm giữ thôi chờ bỏ có thể chính ra đầu tư công Đầu tư công bây giờ là test là không được nếu là tôi công bây giờ bị check không thấy nữa rồi thôi cái này em cập nhật cho anh chị sau nha nếu tôi công thường thường check có ra mà em không thấy nữa rồi rồi vậy, vậy thôi cơ bản vậy thôi view thị trường cho mọi người để mọi người nắm giữ thôi ha rồi quay lại cái gì index chúng ta trong ngày thứ hai nó sẽ dịch như thế nào à anh chị rất là thích cái những cái nhận định mà nó sát trong cái phía biên độ mà giao dịch ngày á tại vì mọi người thích trade ngày nha chị thì nhìn nè chúng ta nhìn qua khung h1 chúng ta thấy được là sau khi mà đánh phá được một cái vùng mây hai cái giao găm này thì cái việc của nó, bắt đầu nó sẽ yếu lại đúng không thì nó yếu lại nó sẽ có cái nhịp test lại Vậy thôi nên không cần phải bán tháo nếu như anh chị muốn đảo hàng á thì canh canh thủ cái nhịp này thứ hai buổi sáng á nó một cái nhịp nó sẽ buôn lên cho chúng ta tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ thì tầm khoảng từ 9 giờ cho tới khoảng 10 giờ 30 ấy, là sẽ có nhịp nó thăng hoa nhất nha chị thì nó sẽ loanh quanh về loanh quanh khoảng 81 cho tới 82 ha cái biên độ của nó là loanh quanh 81 82 thì khi đó chị Hà đảo hàng ra đảo hàng ra quay về đây mua lại mươi mua lại nói chung là trong cái tuần này thị trường cũng cũng vẫn đang ổn chúng ta có đánh đảo hàng ra nhưng mà hãy cố gắng tỉa lại để mang cái tiền về nếu như thị trường nó bắt đầu nó rơi vào cái nhịp chỉnh trước khi chúng ta dự đoán ha thì chúng ta dự đoán vào cuối tuần cuối tháng tư đúng không thì có thể là ngày thứ sáu nó sẽ có những cái biến động mang tính chất rủi ro nhưng mà trong tuần này thì em nghĩ là vẫn chưa đâu nên chỉ cố gắng cái tỉa 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 ra mang cái lượng tiền về tốt nhất là dịp này chúng ta nên đánh đừng đánh full margin nữa hãy dùng cái margin đồng bảy chúng ta để đảo cái hàng đưa cái lượng tiền về tầm khoảng 30 70 khi nào nó có biến động rủi ro hãy đưa lượng tiền và lượng hàng ngược lại là 70 và 30 đúng không thì cái đó chúng ta sẽ mua được những vùng giá sức rất là tốt ở phía dưới nhá cũng như là cái khối lượng cổ phiếu sẽ tăng lên khi mà chúng ta view cái đồ thị nó dài hạn hơn á thì anh chị sẽ thấy được là chúng ta sẽ có một cái biên độ là đa số là sideways trong khung tuần ha nếu mà nó test về biên độ dưới đây ấy, chúng ta sẽ mua gom nhiều hơn được thôi ha rồi khi nào rủi ro tụi em sẽ cảnh báo ha để cho anh chị giảm hàng tối đa có thể để chúng ta mua được cái lượng cổ phiếu nó cao hơn ha bằng cái lượng tiền lãi của chúng ta rồi đó là chúng ta nói về cái phiên giao dịch ngày thứ hai điểm muốn chốt là điểm nào vượt qua được cái vùng một hai sáu mươi thì nó sẽ test về cũng đâu đó một hai sáu tám thôi khi mà khách sạn của khung 15 phút mở ra ở loan quanh 68 tám luôn này thì nếu mà có test á, nó cũng sẽ bu lên đây xong nó test về 70 thế rồi. Rồi nó sẽ đi lên tiếp. Nha chị ha. Thì chúng ta cần cái gì? Cần phiên ngày thứ hai nó kết một cái nến tương đối ok, có nghĩa là tương đối vượt qua được cái vùng cao nhất của chúng ta là 1276 thì là tốt nhất. Để cho chúng ta có câu chuyện gì? Câu chuyện ngày daily này. Câu chuyện về daily. Nó sẽ phá vỡ qua được cái biên độ test khi sau khi mà phá vỡ cái trend là giảm, được chưa? Xuống trên là giảm, gãy sẽ quay về test. Thì nếu như mà nó xuyên qua được thì như nãy em nói từ đầu phiên ha, sẽ tiếp tục phá vỡ ngàn ba đi lên nhưng mà nếu như mà hai cho tới ba phiên tới nó không test được mà nó quay ngược trở lại nó có những cái kiến nhẹ mạnh như nằm dưới đây á thì chúng ta phải cảnh giác những cái vùng này vào trong cuối tuần này và tuần sau được chưa đó. thì view của em vẫn khả năng cao nó sẽ đánh phá được trong tuần sau bởi vì có những cái nhịp cổ phiếu khác ví dụ như ngân hàng nó cũng sẽ có những nhịp kéo tiếp cho nhiều một số cổ phiếu ngân hàng Ờ à, chứng khoán nó cũng sẽ kéo tiếp bởi vì nha anh chị coi này khung nhỏ này e này à, phá vỡ được 379 thôi nó sẽ lên luôn rồi HCM này HCM đã phá vỡ rồi này HCM đi trước này khả năng nó sẽ test nhẹ xong rồi lên tiếp VCI này Đấy, VCI cũng phá vỡ 52.2 nó sẽ lên này chưa ha vậy thôi anh chị đang nắm giữ thì cố gắng neo theo thị trường để chúng ta mang lại cái lợi nhuận tốt nhất nha chưa khi nào có biến động tôi em sẽ báo bây giờ tốt nhất là cứ mang cái đánh cái trạng thái đánh giá là đảo hàng ra là tốt nhất nhưng mà à, hãy view kỹ vào ngày thứ hai bởi vì ngày thứ hai nếu mà như em nói rồi vượt qua được một hai 80 thì nó lấy lấy lại được trang tăng thì khi đó thoải mái luôn nha trong năm phiên tới đây nó sẽ an toàn à, trong năm phiên tới đây chị thấy được nó sẽ có những cái hỗ trợ của nhóm last hỗ trợ của nhóm ngân hàng cũng như là hỗ trợ của vn index trong cái tuần tới này thì chúng ta chỉ cảnh báo trong ngày 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 cuối của tuần sau thôi còn những ngày đầu tuần thì thoải mái ha cứ thoải mái nắm giữ hàng bởi vì sau một cái nhịp test thành công như thế này nó phá vỡ được cái cản thì có thể sẽ chinh phục được những cái mốc cao hơn rồi vậy thôi ha hẹn gặp các chị nhà tư vào trong cái video tiếp theo nếu như có biến động gì thì tôi em sẽ cập nhật cho anh chị nha. À, trong giai đoạn gần đây thì tôi cứ lên là test lên test lên test thôi ha. Rồi anh chị đang cần hỗ trợ tư vấn về cái mã hoặc là chưa có ai hỗ trợ cho chị ký cái mã trong cái phiên dịch đó thì liên hệ với em qua số điện thoại đây ha. Em sẽ hỗ trợ cho chị nha. Rồi, bye bye anh chị nhiều tư ha. Hẹn gặp lại chúng ta vào cái video tiếp theo. Thì nếu như được thì sáng ngày thứ hai em sẽ lên em livestream với mọi người ha. À, sáng ngày thứ hai thì mình cũng không có đi đánh. Ok, bye bye mọi người nha.